lập dị. Sư phụ nấu ăn sư phụ nấu ăn hơi bị lập dị tí. Sư phụ này ông nói ông là ăn kiểu này là phải ở trong rừng như này đi độc lạ, đúng rồi. Quá độc lạ. Ở trong rừng như vậy cách xa Sài Gòn 700 cây số thì coi như là hôm nay thì anh em mình được chứng kiến là sư phụ nấu ăn kiểu rất là độc lạ, đúng không? Độc lạ là sao sư phụ ông cắt cái chân ra cho nó khỏi gọn. Khỏi gọn đã bảo vua đầu bếp làm cái gì cũng phải hay. À. Kiểu như là chúng mày đừng dạy người giàu kiếm tiền hả? Chúng mày đừng dạy người giàu xài tiền. Nấu khoảng 30 phút chín không sư phụ? Đầy lửa. À. Thôi mình cho 30 phút chín rồi mình ra ăn luôn đi sư phụ. Chứ cứ lửa cho nó đều đều đi, cho nó cháy đều đều đi sư phụ. Hôm sao hôm nay thấy anh em bọn con sao hết. Dạ chú khác. Sư phụ tính làm gì? Không. Thế không à? Anh em mình yêu thương sư phụ vậy mà sư phụ không để anh em mình. Sư phụ có tặng mình không? Di chuyển hả? Chết. Trong cái thùng này chứa gì? Trong cái thùng đấy ông chứa cái gì trong đó? Chứa cái hàng gì ở trong đó? Ông khai mau. Mốt đừng mua chứa này. Chuối à? Chuối tiêu hả? Có biết đâu. Thùng sư phụ thích ăn chuối này. Nó phát sinh con này. À phát sinh tà khí đúng không? Tà dâm đúng không? Nó hứng trong nó khởi trong người đúng không? Làm nói sợ quá. Mình nói sợ quá. Đúng không? Đấy, sư phụ, ủa sư phụ. Cái ông Thích Tâm Phúc ông nói hay nói là khởi là sao là sao? Ôi, nói kêu mấy đầu chọc đó, lấy vợ đi. Sao lại kêu đầu chọc lấy vợ? Ông bị bắt rồi. Mình biết đầu nào cũng được, cặp nào cũng được. Cái gì đầu khác hả? Ừ, cũng được, phụ lăng phạm phát chết. Chết. Thế là Dương phải học đi, không học thì mấy ước niên sao cũng phải học. Hôm nay học sớm thì tiến sớm, mà học trễ quá là tiến trễ. Nhưng mà sư phụ nấu cháo ở chiều nay phải nấu cơm luôn sư phụ. Xong rồi mới mốt rồi phải có tóc rồi phải là có vợ có con á. Đầu không thì lại về trời đâu. Sư phụ nấu nhiều lên tối ăn nữa. Sư phụ làm gì vậy? Nấu nhiều cháo lên tối ăn tiếp à, sư phụ. Tối nấu ít tối sao tối có gì ăn? Tưởng sư phụ tráng cái nước ấy rồi cho vào trong kia luôn chứ. Thêm tí gạo đi. Nhiều đó đủ rồi. Nhiều quá làm. Sư phụ nấu có đủ tối ăn không? Đủ. Sư phụ tráng cái bọc đấy làm gì vậy? Để đựng đồ vệ sinh. Sư phụ ơi này em mua gà cho sư phụ mà sư phụ cũng cảm ơn bọn em đây. À, sư phụ không cần cảm ơn, tao chỉ có miếng ăn được rồi. Cảm ơn đất họ. Sư phụ tao. Đừng có nói sư phụ tao cảm ơn. Ngày mai ngày sau mấy mày không có ăn rồi, ổng lo cho miếng ăn. Đúng. Hiểu không? Đúng. Còn giờ có ăn thì đi. Ê. Sư phụ không cần cảm ơn đâu sư phụ. Ngày sau người ta cũng lo lại cho mày rồi, mày cảm ơn không? Đúng rồi. Độc quá độc lạ, sư phụ nói nhiều câu cũng độc lạ cho mày. Đúng rồi, đừng có bắt sư phụ chúng tôi cảm ơn. Đúng cả mình. Đối với sư phụ là không cần ơn nghĩa gì hết. Đúng rồi. Nói chung là mình cho sư phụ được rồi. Ăn thì ngày sau mình có ăn thôi chứ giờ sư phụ hay nói cái gì đất cái đất họ hả? Cái đất là cái gì sư phụ? Là cái háng này. À. Ngã ba đường luôn. Hát bài ngã ba đường ơi. Sao nhỉ? À, pháp Dương là vậy đó, sung sướng. Ở trên nó chỉ có sướng thôi à. À. Không có cực. Hỏi thật, cái gì cực? Cực khổ, đi học trượt xong rồi học thanh nhẹ. Cái này ta cho ăn sâu ăn. Em mùa xa mà. Ăn cái này nè. Ê, đừng giơ. Ui giời ơi, sư phụ ơi. Cái gì? Làm thế. Bỏng sư phụ ơi. Sư phụ chơi này bỏng sư phụ. Sư phụ tha thứ. Đừng nghịch với lửa sư phụ ơi. Ôi, đừng chú phụ. Chú bớt nhây chú phụ. À thôi, chú phụ sao cứ dần nhây cho bọn em đấy chú phụ. Một hồi em mà nóng tính là em bỏ cái máy ra là có chuyện. Là đây. Hả? Chú phụ. Vậy là chú phụ đang học thái cả quyền rồi đó. Đâu, thầy múa vài đường quyền cho em xem nào. Thầy có thể múa vài đường quyền cho mọi người xem được không chú phụ? Rồi, Trần Nhân Tông biết không? Trần Nhân Tông. Úi dồi, chú phụ ơi, thay em chú phụ ơi. Thôi chứ diễn anh em mình không à. Đóng tường cho vui cho đời nè, học cho đời sao nó được tiếng.
chứ gì mà chấp vô đó làm chi. Mà bây giờ sư phụ nấu gà xoay chuyển xong rồi mới nấu cháo hay sao? Đúng rồi, này vớt ra rồi mình mới nấu. Tại sao sư phụ không bỏ luôn cháo vào? Không. Thì người đổ đổ cái nước nấu cháo vào trong đó luôn hay sao? Ừ. Cái này chín xong vớt ra rồi đổ nó vô. Này vớt được nước ngọt á. Hay nhỉ. Chùi cái đó cái đó hơi chùi cục. Ngày bữa lần mình hết nước rồi mình đi xin nước rồi phục. Sao giờ? Xin đi mua. Xin thôi. Mua thì trong cái bình lọc đó, uống rồi mình mua. Còn mấy này là nước ấy nè, mình xin. Nước ấy là nước gì? Nước tên rồi đó. Ôi giời. Ôi giời, mẹ ơi. Có sạch không? Đó, rửa như thế này hả sư phụ? Rửa này sao rửa, mà sạch? Rửa như thế này thôi đúng không? Ôi giời ơi. À, người đàn ông độc lạ nhất thế giới. Mình rửa bằng lá, lá. Mình mua cho sư phụ cái nùi rửa chén. Ừ. Mua trà thôi. Sao con tao ở đây mà mỗi bao nhiêu cái lá là bao nhiêu cái nồi dẻ rửa rồi. Rửa xong rồi tao dục. Mày mua ở đây đây tao rửa một lần tao cũng dục. Sao con vợ của sư thầy sao không thấy nấu sư thầy ăn vậy? Tao không phận tao như vậy nè. Ngày sau bả về chảnh bả lo chuyện gì. À. Hôm nay tính là ông thương vợ nha. Mọi việc tao lo hết. Tính là ông thương vợ nha, ông không để vợ qua phải làm gì hết. Hay. Tối chỉ gần bà ấy phục vụ ông ấy là được rồi. Hay đấy. Nó phục vụ cho hồn. À. Bảo có rảnh đâu. Mà đồ ảo đấy sư phụ giặt hay là tiểu nữ giặt. Ông đập luôn đó. Cái gì cũng tao á. Đến nỗi đến nỗi mà bà ấy ngồi chỉ bà ấy ngồi để ông cho tắm cho bà ấy là cũng bảo sao. Cô xinh đẹp như thế lại theo ông bảo sao? Đúng là sư phụ phải nói là giỏi. Những người yêu vợ đảm đang. Sư phụ là gọi như là kỹ năng giỏi đấy. Sư phụ có kỹ năng tốt. À, sư phụ đấy làm nhiều cái cũng độc lạ. Đúng rồi, khoai to không bằng kỹ năng. Ê, bậy nha. Ông bảo của ông như trái ớt Đà Lạt đấy. Không có đâu, khiêm tốn đó, ông xạo đó. Khiêm tốn á. Mấy cái ông pháp sư với đạo sĩ này là to lắm. Đấy, sau một hồi bị ông lão pháp sư dí thì bây giờ tụi em đã chấn điểm ông ngồi im chỗ rồi. Ôi thì chết bậy. Em hỏi sư phụ này mà cái việc ấy ấy sư phụ có làm được một sợi nhảy không sư phụ? Ấy sư phụ. Bữa ông nói vạn nháy mà. Vạn nháy. Hả? Mình hiểu cái sư phụ khỏe chứ không? Anh cứ để ý sáng anh xuống bà anh nằm liệt ra anh hiểu rồi đó. Được. Hiểu cái sức khỏe ông cỡ nào đó. Khỏe hiểu dai quá. Gân càng già càng cay. Gân càng già càng cay mà. Tôi nhìn cái tướng tao mày chắc yếu luôn. Yếu á? Ừ. Không tôi nghĩ không yếu đâu. Ông mẹ ông ăn hết một con gà đó. Sáng này cái nồi quy này, bà con cô bác này, nồi quy sáng này là nồi quy. Sư phụ nồi quy để đây trời mưa ướt hết sao đâu. Thì coi xong người ta đây tối người ta đem vô chứ người ta để đó anh chị. À. Rồi hôm nay được mà ở trên người ta công nhận phước thôi vô cùng. Mà cái nồi quy đây sư phụ suy nghĩ cả đêm mới biết được hay sao? Có đâu. Mấy cái thằng mới nó tới xong rồi nó coi bà nồi quy nó chạy mất dép hết rồi. Chỉ có bốn đứa làm con là việc, làm việc cho phần hồn mới làm gì chỉ có bốn đứa con là trung thành với sư phụ thôi. Bên nào phần khí, bên nào phần âm, bên nào làm việc cho bên đó. Mà thường thì chín rồi quê mình lên lật sư phụ thì nó tới đoạn nào thì cho người ta biết cái đoạn đó. À, mới trời cái màu đó là để chi giữa đại thượng và thượng đó đúng cái khung đó đó chứ không phải đùa đâu. Sư phụ ra trời con gà đi sư phụ. Trời ra cho nó chín lắm. Những cái khung màu đó là gì? Là ở trên có đại có thượng thì trần gian không phải có đại thượng trung hạ, phải có đủ. Ví dụ ai hết rồi cũng có rồi, chung đó hậu cần kinh tế đó. Hay ta. Quá hay luôn. Thượng là gì? Điều động pháp, binh pháp. Kiểu binh pháp tôn tử á. Tôn tử cũng tao nè. Ủa mà sao bọn em mua nửa con gà cho sư phụ được không? Có ăn không? Cái gì? Nửa con quá, sư phụ có ăn không? Thì cũng được thôi, nhưng mà cái nửa con nó không có phước. À. Nghĩa là nửa con. Tại vì giờ rồi nửa con nữa, ngày sau phải nửa con nữa cho chẳng con. À. Ok, để anh em mình biết đúng không? Cũng hay á, mới giờ mình mới nghe hay á. Như vậy á, mà cái như người nào mà mua nửa con nó là buồn, sư phụ buồn đúng không? Phải. Phước không có phước hay sao? Tức là ăn cũng được nhưng mà chưa có phước. Đây, cái phụ nói nhiều câu rồi.
Tại vì giờ anh mấy anh làm gì á, học ở Trần Gian cũng phải điểm 10, phải đủ âm dương. Tính ra là sư phụ được cái là chiều vợ chiều con, tối cũng nằm dưới, nhưng mà được cái là ông này ông kinh nhược điểm của ông là ông đòi ăn trước không à, ông đòi ông đớp trước không à? Sư phụ là thánh đớp mà. Lát nữa sư phụ có đớp trước không? Đớp trước chứ. Không lên rồi, được ra không lên rồi. Chết ngon quá, xíu làm cái đùi. Chết. Sư phụ ơi, xíu cho bọn em cái đùi nha. Đấy. Nó cho được gì? Sư phụ ăn tham quá. Cô bác muốn tụi em quay ống về con gì, món gì thì cô bác cứ để lại bình luận, tụi em sẽ coi như là phục vụ cô bác đến nơi đến chốn. À... bữa có cô kêu con rắn hả? Ok, rắn có luôn. Có luôn, sư phụ làm hết mà. Ê, sư phụ làm được tất cả các món này sư phụ. Sư phụ. Rắn thì hầm đu đủ thôi. À, biết, rồi, biết luôn. Hầm đu đủ xả. Món chuột là cái gì sư phụ? Chuột là hầm gì? Nướng. Nướng hay gam gì nữa tùy. À. Bữa nào mua thịt chuột cho sư phụ đến sư phụ làm ăn được không? Có ăn không? Chuột nướng mà ông khoái khẩu của ông á, chuột đồng á. Rồi sư phụ khoái cái món như gì nhất á sư phụ? Chuột là của ông Dương đó, làm sao nó làm. Của ai? Ông Dương. Ông Dương nào? Tại có ông mầm ông Dương. À, thì ra vậy, con cái gì? Nè, con ếch, con cóc là một cặp, bùa tọt với nhái là một cặp. À. Mà chuột thì sao nó đứng đầu. À. Mà con ếch á là cũng là con chuột. Hiểu không? Tiến lên. Còn cái hàng ếch, cóc nhái hồi này cái nọ là quá. Quá sức tưởng tượng đúng không? Quá. Trời quá, để cho mẹ ăn. Quá kiếp đúng không? Cái hàng đó là hàng Bồ Tát không? Mà tại sao sư phụ không kêu thánh mẫu ra đây ngồi cùng sư phụ nấu ăn? Thánh mẫu thì bị thánh mẫu là lòi ra à? Thánh mẫu đang làm gì ấy? Thánh mẫu nương nương. Chi mà ca. Thân mẫu đang luyện cả nhà ơi. Ra ngoài chợ này chơi con, qua ăn thịt gà con ơi. Đi xuống nào, ra ngoài bắt ăn thịt gà đi. Đi, tao chơi bạn.